Hôm qua mấy các bác, bây giờ là 5:20 ngày mùng 7 Tết. Em đã mở hàng từ hôm qua rồi. Thì hôm nay em có ma đơn. Em bây giờ em phải dậy trang trại. Em bắt chim để chuyển cho các bác. Đây là con chim mà em sẽ chuyển. Đấy. Ôi, mất trật tự nào. Ok, thôi thôi, ok. Đây này. Đây là con chim chưa có cườm nhé. Chưa có tí cườm nào luôn. Xuống trang trại mà quá tối luôn các bác, vâng, thông cảm một chút, hình ảnh đó là hình ảnh thực tế. Em đi lên nhà trên. Em tự quay tự đó, đây là cái hộp và đây là cái khách hàng này, Hà Nội. Chim rất là to đẹp, một con chim trống đực lẻ chân không nổi tật gì, móng miếc không vấn đề gì, móng không nổi tật gì nha. Đó, chim khỏe mạnh. Niêm phong cửa. Bạn nhé. Đây là những cái niêm phong. Thì mình dán vào cửa này để cho nếu mà có dấu hiệu nhận chim mà thấy nó bị bóc ra thì các bạn phải ý kiến luôn, tại vì mình cũng phòng cái trường hợp nhà xe họ đổi chim của khách hàng. Đây là về đâu đây, về Từ Sơn Bắc Ninh các bạn nhé. Thì bắt một đôi giống, đôi này thì mình nuôi riêng ở trên này rồi, các bạn yên tâm là mình làm việc rất khoa học.
Ok. Chân cẳng kiểm tra không nổi tật móng gì. Mình phải dùng cái xịt đỏ đỏ này để mình đánh dấu con trống các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhìn nhận được chim, các bạn thấy cái vệt sơn đỏ trên đỉnh đầu này, nó là con trống. Cái về từ Sơn Bắc Linh, một cái là tại Hà Nội, một cái nữa thì cũng ở Hải Phòng. Đây là chú chim thái trắng đực gù rất tốt rồi, rất đẹp, hơi giật mình. Đây là chuyên về chim. Trên về chim các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn biết là làm chim thì rất là vất vả các bạn nhé. Đấy. Đồng hồ này là các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng.